tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thơ Lan. Hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn một bài đó có tên là Sao Nói Chim với các bạn. Sáng nay á, ba mình mới hái hai giỏ chôm chôm luôn á các bạn. Hai giỏ là hơi bị nhiều chôm chôm mà đầy luôn á. Các bạn có biết cây chôm chôm của bác ba mình không? Cây chôm chôm của bác ba mình to lắm, có bốn cây lận, có hai cây ngọt, có hai cây chua, mà cây nó chín đỏ cây luôn á các bạn. Mình thấy mình thèm lắm luôn á, mình thèm chảy nước miếng hết nổi luôn. Rất là ngày hôm qua là ba mình làm một rổ, rồi hôm nay ba mình bẻ hai rổ. Bắt đầu mình nghĩ chắc ngày thứ ba thì ba mình sẽ bẻ ba rổ, ngày thứ 100 thì ba mình sẽ bẻ 100 rổ. Mình nghĩ vậy nên là mình sẽ phải ăn cốt. Chắc mình ăn đến 100 rổ là mình béo phì luôn đấy các bạn. Mình mời các bạn lắng nghe mình đàn bài Sonatine nhé các bạn.